Đầu tiên muốn học vẽ chúng ta cần phải mua bút chì. Bút chì thì ai cũng biết, nhưng có một điều lưu ý là khi mình mua, các bạn chú ý mình mua cây một cây HB nha. Cây HB dùng để vẽ phác thảo rất là tốt, tại vì cái màu của bút chì HB là nhạt nhất nên các bạn vẽ mình nó sẽ không có bị đen. Càng bút chì màu càng đậm dần thì cái thông số càng lớn, như là 2B, 3B, 4B, 5B, vân vân. Tiếp theo là các bạn nên mua một cục tẩy. Cục tẩy thì điều lưu ý là mình có một cái mẹo. Các bạn có thể cắt cục tẩy ra như thế này. Giống như mình này có cái cạnh nhọn như thế này, để mình có thể gom những cái chi tiết nhỏ, những cái chi tiết rất là khó. Thì nếu mà cái đầu này này mình gom nè, nó sẽ không có bén lắm. Cái này nó nhỏ nên nó sẽ đi vào những cái chỗ nhỏ dễ hơn. Thì đó là một cái mẹo của mình. Học vẽ điều cực kỳ quan trọng đó là các bạn mua cọ vẽ và lựa cọ tốt. Thì ở đây mình giới thiệu một loại cọ, có lẽ cọ này không phải nhiều bạn biết đâu. Cọ này người ta gọi là cọ nước. Cọ nước tại vì trong thân nó chứa nước. Mình mở cho các bạn coi một cây cọ nha. Mở đây thì người ta đổ nước vô trong này. Đổ nước trong trong này. Rồi sau khi đổ nước trong rồi mình vặn lại. Và cách sử dụng là mình bóp cọ, bóp cái phần thân này cho nước nó chảy từ trong nó chảy xuống và nó ngấm dưới phần lông cọ như thế này. Các bạn thấy nước nó chảy ra đến cái đầu ngón tay mình, thấy không? Rồi các bạn, khi các bạn tô thì mình sẽ đỡ mất công chấm nước nhiều hơn và mình điều tiết nước tốt. Nhưng một điều lưu ý là cái cọ này á, các bạn phải có kinh nghiệm để sử dụng cái lượng nước tốt, nếu không là mình không có kiểm soát được. Rồi đậy nắp lại để bảo vệ lông cọ. Chúng ta cũng nên mua một số cọ truyền thống. Cọ truyền thống thì các bạn cần phải mua một cây cọ nét. Cây cọ nét là cái cây cọ có cái lông cọ nhỏ nhất. Nè, cọ này số 0 nè. Đó, để vẽ những chi tiết nhỏ. Và tất nhiên là chúng ta cần những cây cọ có lông cọ bự hơn để vẽ những cái mảng miếng lớn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua phần giấy vẽ. Giấy vẽ, xin giới thiệu một tập giấy vẽ và một tập giấy khác nữa. Đây, giấy mà mình thích nhất là giấy canh sông. Muốn vẽ màu nước tốt, các bạn nên lựa giấy tốt, nó hút nước được nhiều nhanh và không bị cong ven nhé các bạn. Thì các bạn để ý cái định lượng. Ở đây mình có cái định lượng là 300. Thì giấy nó cứng cáp lắm, không có cong ven ha. Còn các bạn so sánh cái giấy này mỏng hơn nè. Giấy này định lượng có 130 thôi, nên là tờ giấy mỏng manh hơn một xíu. Cái này thì mấy bạn mới tập vẽ thì để tiết kiệm mình có thể mua giấy này cũng được, không sao hết. Còn bạn nào muốn đầu tư hơn thì mua giấy tốt hơn, thì dĩ nhiên cái chất lượng cái bài vẽ của mình sẽ tốt hơn. Rồi có một cái vật dụng mà nhiều bạn không có để ý, đó là một cái bảng vẽ. Cái bảng vẽ này người ta gọi là bảng vẽ A khổ, giấy A3. Bảng vẽ này rất là thích hợp cho việc mình vẽ ngoài trời, mình kê trên đùi, để trên bàn, mình di chuyển, mình xoay tới xoay lui gì, mình để mình tô rất là dễ ha. Các bạn cách sử dụng là các bạn cứ bồi tờ giấy lên cho các bạn vẽ như thế này. Thay vì mình bỏ giấy trong cái tập thì mình sẽ gỡ ra từng tờ như thế này và mình bồi lên bốn cạnh xung quanh. Cách bồi giấy là các bạn sử dụng một cuộn băng keo. Băng keo này người ta gọi là băng keo giấy, ngoài thị trường có những kích thước lớn hơn hoặc là nhỏ hơn tùy theo cái khổ giấy mà mình muốn bồi. Giấy khổ giấy càng lớn thì mình dùng cái kích thước bự hơn để cho nó giữ chắc hơn. Ở đây mình sử dụng loại trung bình, có những loại có một phẩy mấy cm thôi bạn, thì nó sẽ dùng những cái khổ giấy nhỏ nhỏ hơn chút. Mình thì mình thích nhất là khổ giấy này. Đó, các bạn thấy là khi mình bồi giấy, tác dụng của nó là giữ cho bề mặt giấy phẳng, khi tô nước vào thì sẽ không có bị cong ven ha. Và
cái thứ hai nữa là không không, không dĩ nhiên là nó không nhúc nhích tờ giấy rồi. Cái thứ ba là các bạn thấy là khi mình bóc ra nó có cái đường viền rất là đẹp, giống như cái chân này nè, có cái đường viền xung quanh cái giống như cái khung vậy đó các bạn. Đó thì đó là tác dụng của việc bồi giấy ha. Rồi cái cực kỳ quan trọng nhất đó là màu vẽ. Ngoài thị trường có nhiều loại màu vẽ từ đủ loại giá thành hết các bạn ơi. Ở đây mình có giới thiệu một cái loại màu mà mình rất thích, đó là màu koi của Nhật. Màu này có 12 màu thôi, hộp màu này nhỏ nên bạn nào mới học thì có thể mua hộp màu này. Mình có thể thuận tiện bỏ túi mang đi khắp nơi. Hộp màu này thì nhiều màu hơn nên sẽ mắc hơn. Các bạn thấy là nó sẽ nhiều hơn. Có nhiều bên trong có sẵn palette luôn nè. Vậy là mình đã tốn tiền mua palette rồi đó. Nhưng mà cái hộp màu này thì mắc hơn 72 màu lận. Thì ở đây có cái rãnh này để mình chùi cọ. Khi vẽ xong các bạn đóng lại như thế này. Cái nắp của nó là một cái palette. Thì các bạn mới học vẽ, các bạn mua màu rẻ rẻ vừa vừa, sau đó các bạn lên tay rồi các bạn mua màu tốt hơn, xịn hơn để vẽ những bức tranh có giá trị và mình lưu giữ được lâu ha. Và cái cuối cùng đó là ly pha màu. Bình thường thì mình sẽ sử dụng hai ly pha màu, một cái ly để đựng nước sạch và một cái ly để rửa cọ. Nhưng mà điều lưu ý là mình có kinh nghiệm là mình sẽ đổi cái ly pha màu bằng một cái ly màu khác, để khi trong quá trình mình vẽ nhiều khi mình say sưa quá mình quên á, cái mình rửa lung tung á, nên thôi một cái ly màu này rõ hơn, nhìn vô thấy bẩn bẩn á biết liền hả là cái ly rửa màu, còn cái ly trong trẻo sạch đẹp này là để pha nước màu. Tại vì nước sạch thì màu nó mới lên đúng tông, chứ không nó không có bị nhiễm màu lung tinh vô. Vậy là xong rồi, chúng ta chuẩn bị đầy đủ vật dụng là chúng ta vẽ thôi. Bye bye.